Được, em cái này nhé. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Thấy không? Dạ. Cái này có phải là điệp không? Đây này, nhìn lại nhé. Nhìn lại nhé. Có phải em không? Có phải điệp không? Thì hôm nay á, cái xin phép được tạo cái cuộc trò chuyện này để trao đổi về cái câu chuyện trong gia đình nhà mình trong thời gian vừa qua. Thì sau khi mà chia sẻ lên trên cộng đồng mạng á, thì cũng có rất là nhiều ý kiến của quý vị khán giả. Mỗi người có một cái ý kiến khác nhau, người thì nói thế này, người thì nói thế kia. Nên là hôm nay em xin phép em được kết nối cuộc trò chuyện này để trực tiếp giữa chị là mẹ của bé Điệp và Long là chồng của bé Điệp trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay có những cái vướng mắc nào mà mọi người chưa gọi là chưa thỏa đáng thì hãy trao đổi cùng trò chuyện với nhau thử xem coi cái câu chuyện nó sẽ làm cho nó sáng tỏ, cho nó rõ ràng, cho mọi người hiểu được không? Rồi bây giờ trước hết là chị đi, chị có ý kiến trước đi. Cái á, là hổng dài, hai ba bữa dài á, thì em chỉ thấy coi trên trên YouTube của hổng 24 gì đó đăng lên là cứ quả quyết là nói á, là cái bữa đi lên trên trên chỗ trọ, trên chỗ gặp con gái em đó, là có công an vô, là trong khi đó con em ở chung trọ đó, đi vô gặp là có với một thằng nào. Nhưng bây giờ em yêu cầu cái khoảng đó đó là bên gia đình thằng Long có chứng kiến bữa đó đó là con em ở bên hay là ở với thằng nào không, mà cứ đưa lên nhờ hóng 24 đưa lên như vậy đó. Em yêu cầu trả lời khúc đó thôi. Rồi, vậy thì bây giờ Long có nghe nghe rõ mẹ vợ nói chưa Long? Nghe anh ơi, Ờ rồi Long, giờ Long 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 ý kiến đi, Long ngồi sát sát cho tí cho nghe cho nó âm thanh nó to tí, Long sát cái điện thoại tí. nếu mà mẹ nói gì thì con trả lời luôn, là nếu mà con có được nghe là con Nghe nói không em được đi anh ơi, bên bản nói chuyện không nghe được anh ơi. chưa nghe được Long ơi, Nghe nhỏ vô, ngồi sát sát vô. là bữa đó con điện về cho mẹ con nói là đang quay đang không thích trong phòng luôn, à, mẹ đi hay là không? Không nghe được, bên Long nói không nghe được anh ơi, giặt xong mà không có nghe. Bên Long khó nghe quá, cái mạng của Long như hơi yếu đúng không? Dạ nghe không có được. Rồi Long Long nói lại thử coi. Nào cũng phải mày à bà. Tâm. Không, mình hết sức bình tĩnh, mình hết sức bình tĩnh, không không có nổi nóng hết, hết sức bình tĩnh. Thôi nè, bây giờ em nói anh nghe nè, anh thấy không, mới vô là đã chửi kệ mẹ người ta rồi thì Không, thôi, còn nói làm gì nữa. không, mình hết sức Thì bình tĩnh. bây giờ em nói cho anh nghe nè, em nói cho anh nghe nè đó, Từng người nói đã một như câu. vậy rồi còn nói chuyện làm gì nữa. Anh thấy bên đó chửi Bỏ chồng theo trai, bỏ chồng theo trai là con cháu dâu nó bắt chước gì chồng đó. Không không không, phải hỏi bỏ theo không, lúc nào, bỏ theo lúc nào, lúc phải nào có giờ có giấc. bây giờ Mà nha. bữa đó đi vô có bắt gặp tại chợ không Có mà bắt chửi? gặp không chứ đằng này đi vô có công an đàng hoàng. Đó đó anh nghe chưa, anh Bây thấy giờ chưa á, nhờ cậu á, nhờ đó, cậu anh ăn thấy rõ cướp ràng đi, chưa? nhờ cậu ăn cướp giùm. Trong khi đi vô á, để chị nói, trong khi đi vô rước bé Điệp là có chủ nhà trọ, có công an đàng hoàng. Bây giờ nếu ở bển nói ấm ức mà nó quan bên đây á, thì bây giờ nhờ cậu ăn kết lại với mấy cái người công an đêm đó, bốn người công an đi theo chị để rước bé Điệp. Nếu rằng bằng bé Điệp mà có thật sự ở với người một người con trai nào trong cái nhà trọ, trong lúc đó đi rước mà gặp một người đàn ông nào, đúng không cậu? Thì hoàn toàn bên đây chịu trách nhiệm dưới pháp luật hết. Còn nếu mà bên bển mà vu khống bên đây hoài thì đó là hoàn toàn chịu quá ở dưới pháp luật với đàn này. Bây giờ chị nói tóm tắt vậy thôi. bây giờ em xin phép chị nhá, bây giờ em sẽ xin kết nối lại này để mình nói chuyện, là để mình cho câu chuyện nó giải quyết ra vấn đề, Đúng rồi, đúng rồi. mình không được nổi nóng, mình nổi nóng mình không giải quyết được vấn đề đó, chị hết sức bình tĩnh nhá. Thì anh nghe À, chưa, chưa gì cậu hết biết nè, rồi, anh nghe bảnh chửi không, chưa gì anh hết, nghe chửi bảnh là chửi chửi rồi, không để mình nói. không, đừng có chấp nhận một hai câu nói, cứ bình tĩnh đi nhá, Rồi. bình tĩnh đi, kiềm chế đi, kiềm chế hết sức đi. Em biết là hôm nay là kiềm chế, rất là kiềm chế Alo. luôn đó. Rồi rồi Long hả? Đó vậy mà. Ừ, bây giờ cái mạng Zalo của em nó thì nó hơi hơi yếu nhá. Bây giờ anh nói thế này nè, cái người mà cô, cái người cô ấy nó ở cùng người cô đúng không?
nhờ giúp gì của em. À, dì Úc mà thì bây giờ nói gì thông cảm này. À, bây giờ á, mình nóng mình không em mình... nói cho nghe nè, em không thông cảm nha. Bỏ đi lên công an nha, thật sự em không thấy con đẹp đâu. Bây giờ em nói chị nghe này. Rồi bây giờ em nói chị nghe nhá. Bây giờ chị có nổi nóng lên á thì cộng đồng mạng mọi người người ta vẫn hiểu sai về cho cháu của chị. Bây giờ là tất cả phải bình tĩnh. Không 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 hợp tác. Cái người đó là cái người ta cung cấp cho mình. Cái người này là người 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 gì hả? Hay người cô? người gì đúng không? Gì Úc không nói chuyện. Gì Úc là nắm vô công an công chức cây cây. Tại vì là em nói với chị này này, cái câu chuyện này là muốn em cũng muốn giúp cho gia đình nhà mình là giải quyết một cách triệt để cho người ta hiểu được rõ cái câu chuyện như thế nào thôi. Chứ còn như chị hôm qua chị lên thì chia sẻ thì có một số người người ta thông cảm được, nhưng mà vẫn có một số người người ta hiểu sai về chị và bé Điệp. Chị hiểu ý em không? Đó nên là thật sự là mình muốn giải quyết cho nó tốt đẹp, nhưng mà bên bên gì này có lẽ là không không hợp tác được, không hợp tác. Nếu mà nói cháu tôi á là đi theo trai thì cứ kêu á cái người đó gia đình bên đàn trai á đi giao trình báo công an liền. Ở đây gia đình tôi tiếp nhận đi hầu. Không, cái chuyện chứ không phải là muốn coi nhỏ danh dự nhân phẩm của người khác, muốn đưa lên mạng hay làm bất cứ thứ gì hay là muốn chửi. Tại vì khi đi rước cháu tôi á là có công an đi rước, chứ không phải là một mình anh gia đình tôi đi. Mà đâu phải nói chuyện cái kiểu đó. Dạ. Không bây giờ nếu mà một hình sự là về ghi thứ nhất là lấy những hình ảnh hoặc là danh dự bôi nhọ danh dự người khác thì như thế nào là anh cũng hiểu rồi đó, nói với bên gia đình bên đàn trai như vậy đó. Bây giờ chị đang làm việc đang nói chuyện với em thì mình đừng có đề cập đến những cái vấn đề khác. Thì em thật sự á là em cũng chỉ muốn giúp cho gia đình nhà chị và bé Điệp mà mọi chuyện nó được sáng tỏ cho một lần, coi như nó chấm chấm hết, coi như là nó xong một chuyện đâu ở đó, không ai hiểu lầm anh đúng không? Thì đúng rồi đó, em nói với chỗ anh nè, nếu mà trường hợp nó sáng tỏ, nếu mà ở bên đây chấp nhận đi ra công an, đừng có nói mà không có dám đi ra công an, cứ đi ra công an rồi ở đây sẽ đi ra theo. Nếu trường hợp á mà cháu tôi á là nếu mà sự thật như vậy á có đi theo cha hay không á thì để cho công an giải quyết. Tại vì khi đi rước cháu tôi là có công an đi rước, chứ đâu phải là một mình anh gia đình tôi đi rước đâu, mà gia đình bên chồng nó lại mà nói chuyện mà cái kiểu mà lên mạng mà bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác được. Không, cái chuyện mà kể cả em đặt giả thiết nhé, cái trường hợp mà bé Điệp nó có quen một người bạn trai khác á, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi, chứ nó không phải là cái chuyện công an người ta không giải quyết. Như cái chuyện này là mình tự giải quyết với nhau thôi. Tại vì không, công an không giải quyết, nhưng mà công an phải làm chứng cái lúc đi rước cháu tôi đi có nhờ bố người công an đàng hoàng mà. Dạ. Không, cái đó chị nói cho em nghe là chị thừa biết cái bên đó là nó ăn nói chuyện như thế nào, cho nên trong khi đi là chị nhờ công an đi làm chứng cho chị mà bây giờ còn dẫn gì đó. Dạ. Em thấy có lợi cho gia đình chị, mà gia đình chị là coi như là không cần để nói chuyện với cái gia đình bên đó nữa, đúng không em? Cho nên giờ lại gia đình chị không quan tâm tới. Tại vì chị biết sao, em nói chị nghe này, thật sự á bây giờ mình không nói gì hết, mình không lên tiếng, mình có là cái quyền. Mình muốn thì mình lên, mình không muốn thì mình khỏi có lên, em không ép, có là cái quyền của gia đình nhà mình, chị hiểu không? Không, hôm nay em giúp gì là chị rất là cảm ơn em cố gắng giúp giùm chị đi. Dạ, nhưng mà em bây giờ em cứ nói giùm chị là nếu muốn lên công an là đằng này sẵn sàng lên công an. Cái mục đích là em muốn để cho cái mọi chuyện nó chấm hết thì cuộc sống gia đình của nhà chị nó được yên ổn, cũng như là cuộc sống bên nhà là em Long nó được yên ổn, coi như là mọi chuyện nó được giải quyết một cách tốt đẹp. Em coi cây muốn lạ lặng mà gió không muốn ngừng. Em thấy em có em đó mà lên còn chửi gố rồi khỏi bởi hổm vô trong công an cũng gì chửi gố hết trơn vậy đó em, mà nói ra là chửi, chị không trả lời một tiếng nào luôn. Bữa chính chị đi rước cháu chị nè, chị không trả lời với bà đó một tiếng nào luôn. Rồi, em bây giờ là chị cho em hỏi cái điểm vài câu được không? À rồi em nói chuyện với Điệp. Chào Điệp nhá. Dạ. Vậy thì bây giờ nè, bây giờ mình dù sao á thì mình cũng đã được về nhà với gia đình rồi, về với cha với mẹ rồi, với anh em ở trong cái nhà rồi ha. Yeah. Thì cũng là gọi là thôi cũng chúc mừng đi ha, nhưng mà không phải ở trọ rồi lang thang trong thời gian qua cực khổ đúng không? Yeah. Bây giờ về nhà rồi thấy làm sao?
Sao nói chú nghe rồi. Bây giờ nó không phải đứa nói gì nữa đâu. Ý là bây giờ về nhà rồi thấy ổn chưa? Dạ con cũng ổn rồi chú. Còn lo sợ gì nữa không? Dạ còn. Còn nghĩa về nhà lo sợ gì nữa nói cho chú nghe. Bây giờ còn sợ cái gì nữa? Con. Dạ con sợ là chồng con nó lên trên đây rồi nó đánh đập con sợ chú. Đâu mình đi vào nhà cha mẹ mình có anh em có bà con đầy ở đó mà sao mà dám đánh đập ở đó. Cái gì mà sợ hoài vậy? Về nhà có ngày cứ sợ hoài. Làm gì nó phải sợ mà cứ sợ hoài. Không, đừng có sợ nữa nha. Ở nhà mình có anh em họ hàng đầy ở đó mà đâu có cái chuyện đó đâu không có xảy ra đâu. Nha. Về nhà mình ai cũng yêu thương mình mà. Rồi bây giờ mình hỏi điểm hôm đó mà bây giờ mà bên chồng cũng được đó nhưng mà được vào trong cái thời gian qua là điểm đi nhà trọ được mà mướn phòng được ở cái đúng không nói ta nói không có nghe được kìa anh nói lại tại vì không có nghe được anh ơi ồn quá ý là bên nhà anh Long á mà bên cha chồng của điệp á nói là điệp trong thời gian qua bỏ nhà đi mướn phòng chồng ở với người đàn ông khác có đúng không? Dạ thì bên chồng thì bây giờ nói vậy đó, nói là cặp với người đàn ông khác. Chị ơi, bây giờ em dạ. Chị, em xin phép chị nhé, để em hỏi với Điệp, để Điệp trả lời đi. Dạ. Sao mà không nói cứ dạ dạ hoài chú hỏi thì nói đi bởi vì vậy đó. Có không em? Có không? Dạ có. Dạ, có cái gì? Có cái gì? Cái gì mà mày nói có là có cái gì mẫu trời? Bây giờ chú hỏi cái gì mày nghe rõ con hỏi không? Hỏi cái gì không? Thôi các chị cứ bình tĩnh nè, các chị cứ bình tĩnh để cho cháu nó này. Bây giờ nhá là bên nhà ba chồng của Điệp á, với lại anh Long á, Long là chồng của Điệp đúng không? Dạ. Rồi, có nói hôm qua hôm kia là có nói là Điệp bỏ nhà đi, theo nó tặng là theo trai đi, thuê phòng trọ với bạn trai. Thì có đúng như vậy không em? Đúng không? Dạ, dạ không. Không phải hả? Dạ. Vậy lại em cái thời gian vừa qua mà Điệp ở nhà trọ là Điệp ở với ai? À, ở dạ con đó. Dạ con muốn phòng ở riêng chứ. Ở một mình luôn hả? Dạ ở một mình. Ở một mình. Rồi cái dạ. Phòng trọ là ở bên Bình Dương hả? Dạ ở bên Củ Chi Sài Gòn ấy chú. Ở bên Củ Chi Sài Gòn hả? Dạ. À bên Củ Chi chứ đâu phải bên Bình Dương đúng không? Vậy là bên Củ Chi mà. Dạ. À vậy là không hề có cái chuyện đó đúng không? Dạ. Vậy cái khi mà công an mà tới đón Điệp về á, khi Điệp nó đang ở trong phòng trọ á, Điệp đang ở đó với ai? Hay một mình? Dạ con ở một mình chú. Ở một mình thôi. Dạ. Ừ. Nhưng mà trong cái mấy ngày hôm nay á, thì mình cũng có nhận được những cái tin nhắn mà người ta, bây giờ nhá, trước khi mà nói chuyện này á, thì phải nói cái này này, cái chuyện của Điệp Lena hay như thế nào đó, tại vì Điệp với Long là không có làm giấy đăng ký kết hôn đúng không? Dạ. Không làm giấy đăng ký kết hôn thì nói về cái mặt nói về cái mặt gọi là tình á thì mình chưa nói đụng đến, nhưng mà nói về cái mặt lý á thì được quen ai quen, kể cả Điệp có quen bạn trai khác hay như thế nào đó thì nó là hoàn toàn nó là hợp tác thôi, không có vi phạm pháp luật nhá, là nói như vậy để biết nhá. Còn đây cái lý cái tình thì mình chưa nói nhá, đang xét cái mặt lý là như vậy nhá, tại vì đâu có đăng ký kết hôn đâu đúng không? Dạ. À, thì mấy hôm nay á thì mình có nhận được một cái đoạn clip, cái đoạn video mà quay cái cảnh Điệp và với lại một cái người con trai khác, thì cái đó có phải là Điệp không hay là cái đoạn clip nó có như thế nào nữa, để có xuất hiện với người gửi đây? Dạ không chú, có đó tại vì người ta ghép ảnh con vô quan cho con chú ơi. Người ta ghép ảnh hả? Đây này. Dạ. Để Điệp xem cái này nhé. Có nhìn thấy không? Không, thấy không? Thấy không? Dạ. Cái này có phải là Điệp không? Dạ, dạ không chú. Đây này, nhìn lại nhé. Nhìn lại nhé. Có phải em không? Có phải Điệp không? Dạ không. Dạ không phải hả? Dạ. Tại vì là
cái mặt nó đâu phải, cái mặt nó đâu phải con Điệp đâu, cái mặt ghép luôn cũng không phải nữa. Đây nè, bữa đó nó mặc bộ đồ đỏ nè, bên đó nó đây nè, bữa đó bên chồng tố nè, bên chồng tố giác là mặc cái áo đỏ, bây giờ đổi là cái áo khác nè, thấy không? Đó, thấy rõ chưa? Bữa đó bên chồng tố giác là con Điệp mặc cái áo đỏ ghép hình với anh này, bây giờ bữa nay là đưa lên là cái áo khác, thấy chưa? Thấy rõ ràng bên đó, thấy chưa? Đây nè, bữa đó bên chồng tố giác đưa lên đây là nói cái áo đỏ này, chính cái áo đỏ này luôn, bây giờ đưa lên cái áo khác, thấy chưa? Thấy bên đây rõ ràng chưa? Đó, thấy không? Nếu như theo anh như nè, nếu mà như theo anh, theo anh như vậy á, ghép ảnh để bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác, em đủ tố cáo mặt hình sự chưa? Đó, thấy chưa? Bữa đó em là đủ tố cáo mặt hình sự chưa? Nói với gia đình bên đó như vậy luôn, em sẽ sẵn sàng đem cái mà đoạn TikTok đó em đi chi ra, có phải là ảnh ghép không hay là ảnh thật. Nếu một khi mà là ảnh ghép rồi em sẽ chi cứu trách nhiệm hình sự bên nguyên gia đình đó luôn đó. Đây nè, bữa nay em nhận được nè, bên gia đình năm hôm qua nay nè là nhờ cái anh YouTube 24 đi vô trong đó nói á, là bây giờ á, bên đó nó yêu cầu mua chuộc người ta là cứ nói á, là đứng ra làm chứng là con Điệp ở với trai đi là sẽ cho vài triệu, em có ghi đoạn ghi âm người đó đây luôn, người ta báo cho em luôn, nhưng người ta nói không gì đồng tiền mà làm gì. Chị nói lại đi, chị nói lại một cách bình tĩnh thôi đi. Em nói á, là bữa nay ở trên chỗ gần trọ con cái có thằng em ngay nhà trọ con Điệp ở á, người ta nói hôm qua nay á là có rất nhiều số điện thoại điện lại, rồi hôm nay có anh YouTube đó vô là nói yêu cầu á là ở bên đây làm chứng, nói làm chứng là con Điệp có ở dưới chai là sẽ cho vài triệu bạc luôn, nhưng người ta nói người ta không thấy là bắt sao người ta nói đó. Mà hôm qua nay là rất nhiều số điện thoại điện lại cứ nói là cứ nhờ làm chứng là con Điệp có ở dưới chai đó, là sẽ cho tiền, sẽ chi tiền cho luôn đó. Bên em có cuộc ghi âm luôn, anh thấy chưa? Nội cái TikTok bữa đó là trình báo về với gia đình em là con Điệp mặc cái áo đỏ, bây giờ bữa nay trình lên là con Điệp mặc cái áo khác, anh thấy đó, thấy chưa? Rõ là ghép rõ ràng, cái này cũng là video TikTok đó. Nhưng mà bữa đó trình là cái TikTok á là cái áo đỏ hồi nãy bên em có chụp lại để cho anh thấy rõ ràng không? Bây giờ anh thấy là ghép áo khác, nhưng mà cái hình ảnh này là hình ảnh ghép hai hình ảnh đều không phải là không. Nếu đó, mà thấy chưa? Cứ đang cầm theo cái TikTok đó, cái TikTok đó. Mà em hỏi anh nè, giả sử như bản thân anh ai dám làm gì không? Bản thân anh ngoại tình, anh có dám đăng lên cho cả thiên hạ đều coi không? Đúng không? Đâu có ai giặt áo cho người xem đơn ơi, không lẽ tôi ăn cướp mà tôi nói tôi ăn cướp nè. Đúng là quá gian ác luôn, còn thuê người là kêu làm chứng cho con tôi đi là cho vài triệu bạc. Chị có cái đoạn ghi âm đó không? Có luôn, cái đoạn bên đó là bên em có đoạn. Bây giờ nó thông tin cứ đi qua thẳng bên đó là bên đó, bây giờ người ta chấp nhận làm chứng cho thằng này luôn. Tí gửi cho em. Đây người ta thấy đẹp quá thật. Dạ. Tí chị gửi cho em cái đoạn ghi âm đó nha. Em nói anh nghe nè, bây giờ bên đây nãy giờ em coi á là tất cả bên đó quá trời vu khống con em rồi. Bây giờ em nói thẳng, ở bãi muốn cái gì bây giờ cứ ra công an đi, em sẽ đưa tất cả đoạn ghi âm bên đó là bây giờ là mua chuộc đủ thứ người, đừng hại con em. Đi ra công an em sẽ đưa đoạn ghi âm cho bên kia người ta làm chứng vô luôn. Bây giờ á muốn cần gì kêu bản ra công an đi. Đó, bây giờ chỉ có công an mới giải quyết được cái vụ này thôi. Đó, tại vì mình muốn bỏ mà người ta không muốn bỏ đó em, thấy chưa? Cứ vu khống hoài à. Chứ hôm đó nay là mấy bữa nay là mấy bên kia đây là vẫn im ru, mình cứ định là mình có cháu mình là thôi, có con mình là thôi, nhưng mà không ngờ bên đó cứ ngoan cố như vậy hoài, thì coi như bên đây cũng quá bức xúc em. Thì thôi bây giờ em nói giùm là nhờ công an đi, bên đây chấp nhận theo, còn nếu bên đó không nhờ là bên đây là nhờ đó. Lúc đầu tiên nè, chị nói cho em nghe nè, trước khi con chị mất tích, chị vẫn nói với bên chồng của bé Đẹp một câu như vậy nè: em mong bây giờ là con em á, nó theo trai hoặc nó đi làm đĩ thì nó có cơ hội nó trở về đoàn tụ với gia đình, với đứa con gái nó, chị không bao giờ á là bên con chị em, đúng không? Đó, e chị đã chấp nhận với bên chồng luôn đó. Rồi xong á, bữa đó á, rồi chị có nói khi con chị quay về, chị thấy bên đó như vậy, chị có nói với người cậu ba, nói đó, cậu ba thấy thôi, bây giờ con nói cậu ba nghe nè, đàn bà mà đã bỏ đi, bây giờ bên chồng ta nói vậy thì nhơ nhớt lắm, đằng này không cho bao giờ chấp nhận, bên đây chấp nhận không cho con gái về làm ô nhục bên chồng đâu, tại vì bên chồng đã khẳng định là cứ nói như vậy mà thật sự bên đây không có, mà bây giờ cứ nói vậy thì bên đây nhá, chị biết trả lời sao? Thấy là bây giờ toàn là bên đó vu khống bên đây không, đặt điều ghép hình ghép bọng. Còn bây giờ nói bên bản muốn gì đi ra công an đi đó, đằng này sẽ đưa hết tất cả đoạn ghi âm nhờ cậy để hại bé Đẹp bên đây luôn. Với mấy bữa nay á là nghe nói cái vụ gì mà hồi nãy đó em,
thì đằng này không có nhìn thiệt, không có thấy, nhưng mà bây giờ thấy chứng kiến rõ ràng hai lần nó đã khác nhau hết. Thì thôi bây giờ nhờ công an đã tìm, thí dụ như nó đưa lên bằng cái gì đó thì nó phải tầm ra được cái mối đó, đúng không em? Đó, em công nhận không? Có ai mà trốn chồng đi lấy trai mà nó chụp lên như vậy không? Em công nhận không? Cái điều đó là quá sai chứ. Rồi em công nhận cái điều đó thôi. Đúng là rồi. Ở bên cái dãy nhà trọ bên này không phải là cái chuyện gia đình mình mà người ta làm chứng đâu, nhưng mà hồi chiều người ta gọi lại, người ta thấy con bé Điệp cút bắt đầu, con bé Điệp vô ở. Con nhỏ này rất là sợ thằng Lâm nó đóng cửa trong nhà không à. Em không tin em cho người đi qua tạm thôi, thậm chí là chỉ con nhỏ nhà trọ lại kêu con Điệp mới là mở cửa thôi. Đêm đó là có công an chứng kiến đàng hoàng đó em. Chị biết gia đình bên đó là phải nói ngược nói xuôi, cho nên chị phải nhờ công an, bốn người công an đi theo kia, là con nhỏ chủ nhà trọ lại kêu là cháu chị đứng chỉ một mình thôi đó em, mà còn giờ nói như vậy đó em. Trời ơi, ông già còn đang sống sờ sờ mà còn dám gì không muốn đi làm mà còn dám nói tố giác là đi về làm đám tang cho ông già, thì hỏi chứ còn cái chuyện gì mà không dám vu khống cho con là thằng Long con thằng này nữa đó. Thằng Long á, cha nó còn sống mà nó còn dám nói như vậy là còn bên vợ có nghĩ lý gì đâu em. Yeah. Chị đó, chị nói thiệt, chị nói ít mong em bệnh hiểu nhiều giúp giùm gia đình chị rất cảm ơn. Rồi bây giờ em chị quay qua em nói chuyện với Điệp mấy câu thôi nào. Rồi Điệp về nhà có khỏe không? Dạ cũng khỏe chứ. Mình về nhà là mình có gọi là tự nguyện vui vẻ không, hay là bị gia đình ép buộc hay thế này thế kia? Về nhà mừng. Dạ cũng vui vẻ bình thường chú. Về nhà là rất là mừng rồi đúng không? Dạ. Không là sợ người ta lại nói là cha mẹ lên ép buộc rồi bắt về cái này thế kia, là Điệp hoàn toàn là tự nguyện nó đi về ở với cha mẹ đúng không? Dạ con tự nguyện về chú ơi. Ừ. Bây giờ mà ví dụ mà anh Long mà lại xin lỗi Điệp có tha lỗi không? Dạ không chú. Không tha lỗi hả? Giờ là quyết tâm là không có sống chung nữa. Dạ. Mà ngày xưa là sống chung với chồng là anh Long đó là hay đánh đập Điệp lắm hay sao? Dạ. Đánh đập nhiều không? Dạ cũng nhiều chút. Mỗi lần đánh đập là đánh bằng tay hay bằng cái gì? Dạ đánh bằng cọng dây chiếc cổ với lại cầm cái chổi quánh con với lại cây dao luận quy hiếp vợ con đựng đâm con. Vậy hả? Dạ. Tức là nó có sợ không? Dạ. Những lần nó có sợ lắm không? Có sợ không? Dạ sợ chú. Sợ mà sao không báo cho mẹ ba ở dưới quê biết? Dạ tại vì á, con lấy điện thoại con điện á, cái nó uy hiếp con á, nếu như con nói là điện vậy ba mẹ hay á là nó giết con chết, nên là con sợ, con không có dám điện. Ừ. Nhưng mà bây giờ hỏi lại Điệp một lần nữa này, cái hôm trước á là Điệp nghĩ làm sao mà Điệp lại bỏ trốn đi không liên lạc với ai hết, vì lý do gì? Dạ rồi. Dạ kiểu như là nó đi đâu chơi về, cái xong rồi nó la con nên là con sợ, rồi nó hăm dọa con, rồi nên con sợ nên con bỏ trốn. Hăm dọa như thế nào? Dạ kiểu như nói con á mà bỏ trốn được á, xong rồi nó mà tìm gặp con á là nó giết con ở đâu luôn á. Vậy là sợ là bỏ trốn luôn? Dạ. Bỏ trốn đi ở trong người có tiền không? Dạ không, con trốn rồi, con trốn đi luôn chú. Vậy thì không có tiền làm sao mà nên nó thuê phòng trọ là ai giúp đỡ mình? Dạ như con đi lại đi đăng hang rồi có gặp được bà chị chủ trọ, phải nói chị đang ở chỗ này nên chị chở cho em ở tạm. À vậy là cũng là nên đó, chứ nếu không mà nó chở đi nó cắp đi luôn là đúng là ba mẹ khó tìm luôn á. Dạ. Rồi sau mà có chuyện gì thì phải nói với ba mẹ đừng có bỏ trốn nữa nha. Dạ. Sau bỏ trốn là không có may mắn mà tìm lại được như bây giờ đâu. Bây giờ là may mắn lắm mới bài về với ba mẹ được đó. Dạ. Rồi bây giờ em có câu nào muốn nhắn gửi với anh Long không? Dạ không. Nói thì nhà anh giúp giùm cho em rửa nỗi quan hay gì đó, không biết nói với chị trơn mà cứ. Thì nói chung thì làm sao để cho mọi chuyện nó sáng tỏ, nó tốt đẹp thôi, chứ không ai phải buồn phiền. Nhưng bây giờ gia đình chị cũng đang rất là buồn phiền đúng không chị? Nói chung là mọi chuyện dạ. Mong muốn hết đúng không? Dạ, gia đình em á thì muốn cho im xuôi hết trơn chứ cũng không muốn cái chuyện gì xảy ra. Chỉ là con về thì đã mừng rồi, không có muốn cái chuyện gì nữa trơn á, ai nói gì thì nói. Nhưng mà thật sự em thấy hổm gài bên kia là quá đáng luôn, ngay cả cái anh YouTube cũng quá đáng với đằng này luôn á thiệt. Chị như thế này nè,
Em á là không phải là câu chuyện của nhà chị, mà bất kể câu chuyện nào như vậy thôi, tụi em đã làm thì làm một cách gọi là công bằng và đứng ở giữa, chứ không bao giờ kể cả nhà chị sai em không vượt được. Thì nên là em cũng muốn là kết nối với lại Long, với lại nghĩa được và chị để mọi chuyện nó được sáng tỏ thôi, chứ không phải là mình bới móc cái câu chuyện ra để nó làm gì nó thêm buồn phiền thôi. Mình muốn sáng tỏ cho giải quyết dứt điểm câu chuyện này cho nó xong. Có rất là nhiều quý vị khán giả người ta kêu là nên tạo một cuộc trò chuyện trực tiếp giữa cả nhà, gọi như là bao nhiêu Dạ, người thích nào cũng được. nhưng mà anh thấy đó, thấy không, anh thấy bên Long đâu có chịu hợp tác để nói chuyện đâu, anh thấy chưa, chửi không đó, anh thấy không, chứ bên đây đâu phải không hợp tác với bên anh đâu, tại vì đâu có gì phải sợ mà không hợp tác, ai cũng muốn, em nói anh là làm người ai cũng không muốn cho có chuyện gì xảy ra hết trơn, ai cũng muốn cuộc sống cho nó hòa đồng với nhau sống hết trơn á, nó đâu có ai mà muốn con rể mình với mà con gái mình nói vậy đâu anh Đúng đó. Nhưng thật sự gì á, gia đình bên Long nói chung là gia đình bên Long không biết nghĩ làm sao, cho rồi. dù có hoàn cảnh gì đi chăng nữa thì mình cũng phải nói đâu nói cho rõ ràng, có đâu mà cứ cứ đăng lên nói này nói kia, dù gì của nó cũng là không nghĩ cho con dâu thì cũng nghĩ là cho đứa cháu ngoại, cho đứa cháu của mình đó đó, sao cho em cũng đang nuôi đó, anh thấy đó, một người đàn ông mà làm mà không có tiền để nuôi vợ nuôi gì, toàn là mắc bên bà và vợ nuôi, mà tới chừng đi ra anh thấy không đó, có khi nào mà nó mằng nó gỡ tiền về để nuôi con nó đâu, còn không thèm hỏi tới con luôn nữa. Thì thôi chị ha, thì thật sự là cái buổi tối ngày hôm nay nó cũng là cái sự không mong muốn, tại vì em mục đích của em á, em muốn giải quyết câu chuyện xong thôi nhá. Chứ còn em không có bênh vực bên nào hết, bên nào đúng thì bên nào đúng mà bên nào sai thì nó phải chịu thôi, chứ không có cái chuyện mà bênh vực bên nào hết nhá. Muốn câu chuyện là như sau, cho nó đúng theo lẽ phải thôi đó. Nhưng mà hôm nay thật sự là mình đã kết nối thất bại với cái người con rể của chị, nên là tạm thời thì với là hôm nay em cũng muốn gọi điện, là em muốn hỏi điện hỏi chuyện bé đẹp á, là cái video cái nguồn gốc đó là nó có phải bé đẹp hay không, nó như thế nào. Thì nói chung thì thôi tạm thời cái câu chuyện mà mình cũng xin khép lại ở đây nhá. Còn khi nào mà có cái gì mà mới hay là như thế nào đó muốn giải quyết như thế nào đó thì em sẽ gọi là liên hệ với chị nhé. Còn bây giờ bên Long không có đồng ý hợp tác thì em cũng không biết làm sao được. Bây giờ em cũng chỉ biết nghe chị nói thôi, em cũng chỉ biết nghe bên bên kênh của Long mà lên mà nói gì thì mình cũng chỉ biết nghe thôi. Nhưng bây giờ chỉ một cách duy nhất, tức là ba mặt một lời nói chuyện với nhau thì mới giải quyết được. Mà bây giờ không hợp tác thì coi như là mình cũng không biết được như thế nào hết đó. Mà em nói em nghe nè, thì tại sao mà lên một mình thì nói quá thao thao bất tuyệt, còn khi mà đối chất không dám đối chất là anh nghĩ con người đó làm sao rồi anh, đúng không, mình dám ăn dám nói dám gói dám xách, mình dám đưa lên cộng đồng mạng thì mình dám đối chất thôi, nếu mà có. Mà em nói thật sự ngay từ đầu á, phải chi á, mà Long á, mà khi mà con Điệp không liên lạc được á, mà Long mà gọi về nói mẹ ơi con Điệp nó đi theo trai, nói thẳng đi đi, bây giờ con kìm không được nó, mẹ kìm không, nói là con bị vụ bán sang Campuchia rồi, xong rồi đi trình báo với công an, tự Long đi trình báo với công an là Long bị lừa bán sang Campuchia rồi, xong rồi cuối cùng Long khai là Long đi bán thận cái đất bao nhiêu đó thôi, nói thật với anh vô công an là đủ kết tội, là cái tội gì anh không hiểu rồi đó, Chị là quan hệ như đúng thế nào với bé điểm? Chị là quan hệ như thế nào với bé điểm? anh hỏi gì rồi. Em là mợ của bé Đẹp, trong quá trình tham gia đi tìm kiếm bé Đẹp, các đơn từ là bên mẹ bé Đẹp đi tìm kiếm rồi cũng các cuộc điện thoại, em còn nói nè, em còn gằn giọng nè, nếu mà con nói là Đẹp mất tích thì con em còn gằn giọng mới hỏi là Đẹp, nếu mà Đẹp nghi ngờ Đẹp bị người ta lừa bán giống như con á, thì coi á là khi mà Đẹp nói chuyện với con á là có cái vẻ run sợ hay gì không, nói không bình thường, chính ban đầu ngay bản thân mình tự chối, mình tự lông chối lấy lông chứ không ai chối lông hết trơn á, rồi cuối cùng bây giờ lại du quan ngược lại, nếu mình đàn ông như vậy thì mình có xứng không, dám đối chất đi, nếu mà can đảm dám đối chất dám ra công an ở đây sẵn sàng đi, còn nếu á, còn nếu mà trường hợp á mà cứ mà bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì ở đây sẽ lật ngược ghét vào lại đó, nói chung là anh cũng nhắn nhủ lại giùm, tại vì là Long không đối chất, nếu mà Long đối chất ở đây cũng nói vậy thôi, sẽ lật ngược ngược ghét vào lại đó, thì lúc đó có gian xin năn nỉ bên đây cũng không có được nữa, nó vô ích rồi, tại vì đơn trình báo là Long cũng trình báo với công an huyện Củ Chi là sợ bé Đẹp bị
trường hợp là bị gạ bán giống như trường hợp của Long bị gạ bán mà Long trốn về Việt Nam được. Cái đó là Long tự đi trình báo với công an Củ Chi nha anh. Bởi vì hành khi công an Củ Chi tra xét hỏi xong rồi á là mới lòi ra nhiều thứ chuyện. Rồi cuối cùng á bây giờ á là hả khi mà tìm gặp bé Điệp, mình không hối hận được, mình không hối hận thì mình cứ im lặng đi, mình đã sai thì mình nên im lặng, mình nhận cái sai của mình đi. Có đâu mà cứ đem lên ngày này ngày kia đem lên để mà bôi nhọ người ta. Còn kêu người lại chợ làm chứng là anh nghĩ đi, cái chợ là dòng họ bên Long đó, rồi nghĩ hỏi làm chứng sao con em đó thì đơn độc lại chẳng sống có mình anh, mà sống ngay á nhà chợ là bên nhà chợ đó là bên chồng của bên dòng họ của con Long nữa, rồi bây giờ kêu làm chứng sao anh nghĩ làm chứng sao đó, cái đó là nó quá vô lý đi. Ý là làm chứng là những người đã đứng lên làm chứng là nói là bé Diệp có bạn trai đúng không, là bỏ nhà theo trai. Dạ thì bây giờ cứ nói là bên đó cứ nói là không quýnh đập Long. Em hỏi anh nè, nếu như không quýnh đập Long tại sao có nguồn tin báo cho anh công chàng ảnh nắm gõ, ảnh đã đưa ngay cho ông già nè, ông già của Long với Long coi luôn ngồi nín thinh. Đó bữa đó anh công chàng ảnh nói nè, nguồn tin báo chính xác cho tôi nè là quýnh con người ta đã nhiều lần, quýnh con người ta giả mang nhiều lần nè. Ông già chồng với thằng chồng nó ngồi nín thinh không trả lời đi lời lại luôn. Rồi người ta còn nói á, mày đừng có khai gian, những lời mày khai gian, tất cả những tình tiết mày khai, mày đi qua cam mày trốn về hoàn toàn sai sự thật đó. Người ta nói là vẫn ngồi nín thinh đó. Anh hỏi người mình đàng hoàng mà sao lại tới đó, người ta đưa tất cả tin nhắn quýnh đập con người ta ra thì mình không có nào lời nào chối cãi phải không anh? Đó chính anh con chàng đã đưa ra cho ông già thấy luôn đó. Ông già thấy tin nhắn là người ta tố giác là quýnh con Điệp này giả mang nhiều lần luôn đó. Bây giờ thì cũng khoan chị nói em nghe một câu gì nè. Em không tin chị đúng không? Em nhờ ai đi lợi ngay cái con bốn người công an mà đi rước cháu chị đi đó cùng với chị với chồng chị á, còn kêu chồng chị ra công an để thằng Long nói chuyện chỉ một lời mấy lời thôi. Cái anh công an nó kêu chồng chị ra nói riêng, anh về phải tìm cách cho nói chuyện gia đình đi, chứ cái thằng này nó còn mờ ám những điều gì lắm. Công an người ta còn dẫn cho chồng chị biết như vậy đó. Chồng chị đứng đây nè, là lúc chị đi rước cháu chị, hai cái người công an nó nói như vậy đó em, rồi lấy số điện của chồng chị luôn đó. Nó vô nó chỉ nói vài lời là công an đã là cho là biết là thằng này nó còn mờ ám Nguyễn Khúc những cái gì nữa, công an còn dẫn cho biết chị đó em. Bây giờ thì dù sao thì con gái của chị cũng đã về rồi, thì cái chuyện đó thì dạ đúng rồi đó, mình tạm mình đừng có như gác một bên, đúng là mình nói chuyện mình biết thôi ha. Đúng rồi, cho nên là từ bữa đó tới nay gia đình chị cứ nghĩ là coi như mất của mình lụm được của thì coi như kệ ai nói gì nói, mình không quan trọng hết. Bên đây mấy chị cứ nghĩ là vậy thôi. Nhưng mà làm nhiều cái quá đáng luôn em. Đúng rồi. Coi như là bên thằng Long nó dồn gia đình chị, thì coi như cái gia đình chị không muốn mà để cho mình được cái cục của mình, rồi kệ xấu đẹp gì cũng là của mình. Nó nói gì nó kệ nó. Nhưng mà nó dồn quá là coi như tức nước là phải dỡ bờ đó. Chị nói thật với em đó. Cái câu chuyện nó phải giải quyết dứt điểm. Nhưng mà hôm qua em trước em nói chuyện với chị đó, chị có nghe em nói nhớ không? Là cái gì giải quyết dứt điểm, nhưng mà nó cứ như là cái cuộc sống gia đình thì mình nó rất là mệt mỏi, và cộng đồng mạng người ta cũng hiểu sai đó, nên là rất là khó. Như là hiểu sai về chị hay hiểu sai về Long, nói chung là ai trong cuộc cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà câu chuyện này á, nó cũng không có gì là phức tạp hết, nó cũng rất là đơn giản thôi. Nếu như trường hợp ba một lần nói chuyện với nhau thì nó hết sức đơn giản, không có gì phức tạp. Dạ nhưng mà anh thấy không đó, nó mới ra là chữ đó, anh cũng chứng kiến đó, người mới ra là chữ là anh hiểu người đó nó có đàng hoàng hay không rồi đó. Bây giờ té ra là mới phát hiện ra là bữa đó là nhắn về cho gia đình là nói quay lên TikTok nè, con Điểm nó mặc cái áo đỏ này rõ ràng nè đó, bây giờ đằng này ta chụp lại để người ta giữ lại, thì bây giờ là đưa lên cái áo khác cho bên anh đó, anh thấy không đó, thấy cái này là quá trời. Rồi em nói anh nè, mới có bữa đầu đưa lên TikTok, là bữa sau là chính ở bên đó là báo tin á là gặp bé Đẹp. Em nói thiệt, con em á nó bị bên đó có nhiều quẩn khúc lắm, nó thật chứ. Nhưng mà bây giờ em là người chỉ muốn tìm con em về thôi, em không muốn khơi dậy những gì nữa. Nói thật ra bên em nghi ngờ là quá chính đáng luôn, nói thật. Rồi thì bây giờ thì thôi, mình cũng tạm thời, tại vì bây giờ chị nói thì em chỉ biết ghi nhận thôi nhá. Thế còn cái câu chuyện cũng chưa được, nó phải bay bàn một lời nói chuyện mới rõ ràng được, đó là khách quan chị nhá. Chứ còn em cũng không có thể mà bênh vực cho chị được, cái sai không thể bênh vực được, bênh vực cái đúng thôi.
đó Dạ, là thì ở đời mà em nói anh ai cũng vậy, cũng là binh vực cái lẽ công bằng lẽ đúng thôi hà. Nhưng mà em nói thẳng, bữa nay em nói thẳng luôn, cái thằng rể em nó sai, thằng rể em nó càng ngày nó càng sai, là lý do gì ra là nó ở bên dì Út nó đó, dì Út nó là dạy cách cho nó thôi, chứ thằng rể em nó cũng chưa đến nông nổi dữ gì đâu. Từ khi mà nó qua bên dì Út nó, giờ nó mới về nó càng ngày càng sai đó. nói chung thì em cũng cũng không có trách gì Long, nhưng mà thật sự cũng rất là buồn cái câu chuyện ngày hôm nay. Mình cũng muốn là nói chuyện với nhau để giải quyết cái mối mâu thuẫn thôi, nhưng mà người gì lại không cho nói chuyện thì thật sự cũng cũng lấy rất là buồn lần tiếp. Thì thôi chị ha, cái tạm thời thì hôm nay câu chuyện sẽ kết thúc ở đây nhá, rồi khi Dạ nào có những cái tình tiết gì hay những cái gì đó thì em sẽ tiếp tục em chia sẻ, nhưng mà sẽ làm cho câu chuyện sáng tỏ ra chị nhá. Nhá. dạ, tại vì phải là dì Út đâu có dám nói chuyện, dì Út nói ra dì Út càng xấu hổ, bởi vì che lấp tội của mình hết trơn mà, là chửi cháu dâu đi theo trai, còn mình thì mình bỏ đi theo trai ba bốn lần đó, bởi vì đâu có cho bên đây nói, sợ bên đây nói hơi bên đây khui ra hết thì sao đó, bởi vì phải lấp hết trơn, anh thấy đâu có dám nói đâu, nói sợ bên đây khui ra đó. Bữa giờ về nhà chắc cũng chưa có đầu óc, chắc cũng chưa có được thoải mái đúng không? Thì anh thấy về đó, nó còn mặt mày còn xanh dần đó, hỏi nha đó, bây giờ đó anh nhìn nó coi, chứ hỏi chứ phải chi á, nó nếu như mà nó chấp nhận nó bỏ đi theo rồi bên gia đình là anh thấy không, rước là không bao giờ nó về đó, đâu mà có trông đợi gia đình mà đi rước về như vậy, anh nghĩ là nó thương quá trời thương, là nó bỏ chồng đi theo luôn rồi mà tự nhiên đâu đi lại chỗ rước rồi cái khóc rồi đi về với mẹ hả đó, anh thấy rõ ràng chưa. Rồi bây giờ mình, nói chung là mình cứ bình tĩnh đi, chuyện gì nó cũng có cách giải quyết thôi nhá chị nhá, cứ bình Dạ tĩnh, cứ thì em nói anh nghe nè, trên cộng đồng mạng mà em nói thẳng một câu em cũng thừa hiểu, như bà Phương Hằng đi, em nói thật với anh á, cái tình tiết như bà Phương Hằng đi 5 6 tháng người ta nói giết, anh thấy em giết rồi cũng mệt mỏi thôi à đó, như bà Phương Hằng đó, người nào thích đó thì nói theo bên bả, còn người nào không thích đó thì nói theo bên ấy vậy thôi, em biết cộng đồng là nói vậy đó, nhưng mà em nói anh trên đời này sống mà người đang làm thì trời đang xem, em nói không có lọt qua được lưới trời đâu anh ơi, nó nói thẳng ra là vậy đó, hại người là chính hại chính mình vậy thôi à, bên gia đình em cứ nghĩ vậy đó, chính mình hại con người ta thì gia đình mình hưởng vậy thôi chứ không có gì, mà còn con em nói thật luôn, con em cũng đâu phải là nhân vật nổi tiếng gì đâu mà em phải sợ, nó cũng chỉ là một đứa đứa bình thường vậy thôi, em đâu có sợ gì đâu đó. Rồi thì như nãy giờ em cũng chia sẻ với chị rồi đó, thì thôi thì mình sẽ tạm thời mình sẽ kết thúc câu chuyện ở đây. Khi nào có cái điều gì mà muốn cần em trợ giúp hay là em sẽ cố gắng em giải quyết câu chuyện này, nói chung là cũng hy vọng là cho nó tốt đẹp thôi cả đôi bên nhé, mọi chuyện cũng tốt để cho mọi người người ta hiểu rõ hơn cái bản chất đúng bản chất của câu chuyện thì nhá. Thì thôi em cũng xin, trước hết là cũng xin chúc chị với toàn thể gia đình đặc biệt nhà mình luôn mạnh khỏe và làm ăn gặp nhiều may mắn nhá. Dạ dạ em cảm ơn anh. Rồi em chào chị. Dạ. Thôi bấy điệp thôi, chào mọi người đi, bây giờ mọi người cũng quan tâm Chào, nhiều chào, lắm. chào, chào, chào. À là rồi, chào cả nhà.